Tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai, giá lợn hơi hôm nay giảm 1.000 đồng xuống 69.000 đồng một kg, thấp nhất miền, cùng giảm sâu hơn mức 2.000 đồng một kg là Vũng Tàu và Vĩnh Long xuống còn 72.000 đồng một kg, đồng giá với thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh và Trà Vinh. Tỉnh Sóc Trăng giảm sâu nhất 3.000 đồng một kg, còn 71.000 đồng một kg, cao nhất là Long An, Cần Thơ và Bến Tre từ 74 đến 75.000 đồng một kg đối với lợn đẹp. Từ hôm qua, lũ đã rút tại miền Trung, các hoạt động khắc phục hậu quả lũ lụt và khôi phục sản xuất đã bắt đầu. Thị trường thịt lợn tại đây đang dần khôi phục. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đang trong khoảng 65 đến 72.000 đồng một kg, cao hơn miền Bắc khoảng 6 giá và thấp hơn miền Nam 3 giá. Hôm nay, giá lợn hơi miền Bắc quay đầu tăng nhẹ tại một vài địa phương. Mức giá cao nhất 66.000 đồng một kg tại Bắc Giang, Yên Bái, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang. Thấp nhất vẫn là tại chợ gia súc Hà Nam, 60 đến 62.000 đồng một kg tùy loại. Các tỉnh còn lại giao động từ 63 đến 65.000 đồng một kg. Giá cà phê hôm nay đồng loạt đi lên tại hầu hết các địa phương. Các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông và Kon Tum ghi nhận mức giá trong khoảng từ 31.500 đến 31.900 đồng một kg, tăng 100 đồng một kg so với ngày hôm trước. Tương tự, sau khi điều chỉnh tăng 100 đồng một kg, Đắk Lắk giao dịch quanh ngưỡng 32.000 đồng một kg. Thành phố Hồ Chí Minh thu mua với giá cao nhất là 33.500 đồng một kg. Giá cà phê trung bình tăng lên mốc 31.900 đồng một kg trong hôm nay. Giá hồ tiêu hôm nay đi lên tại hầu hết các địa phương. Cụ thể Đồng Nai tăng 500 đồng một kg, giao dịch lên mức 49.500 đồng một kg. Tiếp đó là hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông với giá 50.000 đồng một kg, cùng tăng 500 đồng một kg trong hôm nay. Hai tỉnh Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu cũng điều chỉnh lên 500 đồng một kg, lần lượt thu mua tại mốc 50.500 đồng một kg và 51.500 đồng một kg. Riêng tỉnh Gia Lai không ghi nhận thay đổi mới trong hôm nay, duy trì tại mốc 49.000 đồng một kg. Giá tiêu hôm nay trung bình được nâng lên ngưỡng 50.000 đồng một kg. Quãng đường vào thủy điện Rào Trăng Ba, bình thường trực thăng bay chỉ hết 10 phút, nhưng do thời tiết xấu, Thiếu tá Dũng và tổ bay đã phải mất hơn 30 phút mới xác định đúng vị trí cần tiếp cận. Sau khi vào được thả hàng thì chúng tôi xác định là thả hàng ở độ cao 20 mét. Sau khi thả xong thì chúng tôi lại phải xoay 180 độ đi ra, chứ không thể đẩy đầu cất cánh trực tiếp được, lý do là bị vướng núi và vướng đường dây điện. Để những chuyến bay được an toàn, Sở Chỉ huy Tiền phương của Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu kỹ về tình hình thời tiết, địa hình, khả năng của các lực lượng, đặc biệt là thực trạng máy bay và khả năng cứu hộ, cứu nạn của quân chủng phòng không không quân, đảm bảo an toàn và hiệu quả cứu nạn cao nhất. Mưa lũ ở miền Trung đang diễn biến hết sức phức tạp. Thương vong của quân đội hiện đã lên tới con số kỷ lục trong lịch sử cứu hộ, cứu nạn. Nhưng những người lính vẫn không một chút nản lòng. Họ vẫn dầm mình hàng giờ trong mưa lạnh để tìm kiếm nạn nhân. Họ lao ra giữa dòng lũ dữ để cứu người gặp nạn, chấp nhận hiểm nguy, hy sinh vì sự bình yên của đồng bào mình. Suốt trong một ngày hôm qua cho đến đêm, chúng tôi phải làm liên tục. Và nói chung là đã di dời được rất nhiều hộ gia đình ở cái vùng trọng yếu ra khỏi cái khu vực là nguy hiểm. Lúc này, nỗ lực tìm kiếm 15 công nhân mất tích trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng Ba, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang tiếp tục. Ngay từ những ngày đầu, vượt lên mọi hiểm nguy có thể xảy ra bất cứ lúc nào, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an Thừa Thiên Huế đã mở đường thủy tiến vào Rào Trăng Ba, đưa người bị thương, chuyên gia về nơi an toàn. Tại những vùng ngập lụt sâu, không quản ngại nguy hiểm, cán bộ chiến sĩ Công an Thừa Thiên Huế dầm mình trong mưa lũ di dời người, tài sản cho người dân, cung cấp lương thực, thực phẩm và kịp thời đưa người bị nạn, ốm đau, thai phụ đến bệnh viện. Bộ cũng đánh giá rất cao các lực lượng, đặc biệt là lực lượng cán bộ chiến sĩ công an các địa phương mà có thiên tai vừa mới xảy ra. Chúng ta đã vào cuộc kịp thời và góp phần vào cái hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro, những thiệt hại. Dầm mưa, lội lụt, có mặt ở tất cả các địa bàn xung yếu để cứu trợ lương thực, bảo vệ sự an toàn của người dân.
hình ảnh người lính Cụ Hồ và những cán bộ, chiến sĩ công an trong những ngày mưa lũ trở nên gần gũi, thân thương, ấm tình đồng bào vùng lũ.